Ngày 12 tháng 9, đài Sky News đưa tin trận mưa lũ kinh hoàng tại Libya do cơn bão Daniel gây ra đã nhấn chìm 1/4 diện tích thành phố Derna, miền đông Libya, ước tính có 10.000 người mất tích và hơn 5.300 người thiệt mạng. Tuần trước, bão Daniel cuốn qua Hy Lạp, gây thiệt hại nghiêm trọng cho miền trung nước này. Ngày 10 tháng 9, cơn bão này quét qua Địa Trung Hải rồi tấn công Libya. Bão Daniel gây mưa lớn và lũ quét cho các khu dân cư thuộc vùng duyên hải miền đông Libya. Thành phố Derna, nơi có hơn 125.000 dân Libya sinh sống, bị ảnh hưởng nặng nề. Mưa lớn kéo theo lũ quét đã tàn phá nhiều khu dân cư, nhiều tòa nhà, phương tiện di chuyển bị cuốn trôi, các công trình đường xá, cầu cống bị bùn đất và những đống đổ nát phủ đầy. Phát ngôn viên Bộ Nội vụ miền đông Libya, ông Mohammed Abu Lamusa cho biết, ước tính đến nay tại thành phố Derna có hơn 5.300 người chết do lũ quét, trong đó đã có hơn 1.500 thi thể đã được tìm thấy. Nhiều tòa nhà sụp đổ hoàn toàn, ít nhất 25% diện tích thành phố Derna bị lũ cuốn trôi, ông Lamusa nhấn mạnh. Ông Tamer Ramadan, người đứng đầu Liên đoàn Chữ Thập Đỏ Quốc tế IFRC ở Libya, cho biết, theo các nguồn tin độc lập, số người mất tích do mưa lũ tại Libya đã lên tới 10.000 người. Ông còn cảnh báo số người thiệt mạng chắc chắn sẽ rất lớn. Công tác cứu hộ đang tích cực diễn ra, nhưng nước sông dâng cao, lũ quét và những đống đổ nát khiến việc tiếp cận các khu vực bị ảnh hưởng gặp nhiều khó khăn. Theo hãng tin Reuters, hiện Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc đã huy động các đội ứng phó khẩn cấp tới Libya để hỗ trợ công tác cứu hộ cứu nạn. Thổ Nhĩ Kỳ và các quốc gia châu Phi lân cận cũng gấp rút viện trợ thực phẩm, thuyền và các phương tiện hỗ trợ tìm kiếm cho Libya. Hôm 11 tháng 9, ông Ahmed Almosmari, phát ngôn viên của lực lượng vũ trang kiểm soát miền đông Libya cho biết, số người chết ở thành phố Derna là hơn 2.000. Ông cũng cho hay có khoảng từ 5.000 đến 6.000 người đã mất tích do mưa lũ. Trước đó, người đứng đầu nhóm viện trợ Trăng Lưỡi Liềm Đỏ tại miền đông Libya cho biết số người chết ở Derna là 150 và có thể tăng lên tới 250. Hãng tin Reuters cho biết họ chưa thể xác minh được tính chính xác của hai báo cáo trên. Libya bị chia rẽ về mặt chính trị giữa miền Đông và miền Tây kể từ năm 2011. Chính phủ Libya được quốc tế công nhận không kiểm soát các khu vực miền Đông. Nhà chức trách đã ban bố tình trạng cực kỳ khẩn cấp, đóng cửa trường học, cửa hàng và áp dụng lệnh giới nghiêm. Nhà chức trách đã huy động lực lượng để tìm kiếm và cứu hộ các nạn nhân bị ảnh hưởng. Video quay cảnh mưa lớn gây lũ lụt ở Hồng Kông, Trung Quốc, cuốn trôi nhiều phương tiện và cả người đi đường. Theo đài CNN, lũ lụt đã làm tê liệt nhiều khu vực của Hồng Kông trong ngày 8 tháng 9. Nhà chức trách cho đóng cửa tạm thời các trường học và yêu cầu người dân tìm nơi trú ẩn an toàn. Lũ ở Hồng Kông bắt đầu xuất hiện vào nửa đêm 7 tháng 9. Từ 23 giờ ngày 7 tháng 9 đến 0 giờ ngày 8 tháng 9, Đài quan sát khí tượng Hồng Kông ghi nhận lượng mưa hơn 158 mm, mức cao kỷ lục trong hơn 130 năm qua. Theo trang dữ liệu thời tiết trực tuyến Ogimed, một số khu vực của Hồng Kông có lượng mưa gần 500 mm trong 24 giờ. Ngày 10 tháng 9, lực lượng cứu hộ Hy Lạp cho biết tình trạng lũ lụt nghiêm trọng ở miền trung nước này do ảnh hưởng bão Daniel đổ bộ hồi tuần trước đã cướp đi sinh mạng 15 người, 2 người mất tích, theo hãng tin AFP. Bão Daniel đổ bộ vùng biển Magnesia, miền trung Hy Lạp từ hôm 5 tháng 9, gây mưa lớn trong nhiều ngày và kéo theo lũ lụt nghiêm trọng cho nhiều khu vực tại miền trung, trong đó có thủ đô Athens, thành phố cảng Volos và nhiều ngôi làng quanh vùng núi Pelion thuộc vùng hành chính Thessaly, Hy Lạp. Giới chức Hy Lạp cho biết trong 2 ngày 9 và 10 tháng 9, các nhóm cứu hộ đã giải cứu hơn 4.200 người dân bị lũ lụt đe dọa tính mạng. Các hoạt động cứu hộ vẫn diễn ra tích cực. Theo AFP, bên cạnh thiệt hại về người, lũ lụt tại miền trung Hy Lạp đã phá hủy hàng ngàn hecta đất nông nghiệp, giết chết nhiều vật nuôi của nông dân, nhấn chìm nhiều nhà cửa, cầu đường, gây tình trạng mất điện, thiếu nước sạch nghiêm trọng. Tối ngày 10 tháng 9, Thủ tướng Hy Lạp, ông Kyriakos Mitsotakis đã đến thăm trung tâm điều hành các hoạt động cứu hộ tại vùng hành chính Thessaly. Tại đây, ông Mitsotakis cho biết nhà nước sẽ sớm thực hiện các biện pháp cứu trợ tài chính để giúp đỡ người dân bị ảnh hưởng do lũ lụt, cũng như để khắc phục những thiệt hại mà thảm họa lũ lụt gây ra.